Các bạn thấy thị trường ngày hôm nay đã đi xuống một ít nhưng mà ngoại trừ điều đó ra thì không có gì gọi là đặc biệt. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Cáp video ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về thị trường và đặc biệt hơn là chúng ta sẽ nói tới một phong trào gọi là hashtag delete coinbase. và phong trào này là như thế nào, có quan trọng hay là không và thường nghĩ gì về phong trào này. Đây là tất cả những gì mà chúng ta sẽ nói tới trong video ngày hôm nay nhưng mà trước khi mà chúng ta bắt đầu thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư chúng ta trước hết hãy nhìn vào Core Market Cap các bạn sẽ thấy được là ngày hôm nay tuy là phần đông cái đồng đã đi xuống nhưng mà đi xuống con số không đáng kể nhưng là các bạn thấy được là trong cái thấp 10 này ngày hôm nay đồng xuống nhiều nhất là đồng EOS xuống 7% đồng lên nhiều nhất ngày hôm nay trong cái thấp 10 này là đồng Binance Coin lên 6,17% phần còn lại lên xuống không đáng kể như là các bạn thấy là đồng Bitcoin xuống 2% Ethereum xuống 3% XRP xuống 2% Litecoin xuống 3% và Bitcoin Cash xuống 4,84% còn trong thứ 100 này các bạn thấy được là những đồng nào lên nhiều nhất thì các bạn thấy được là đồng lên nhiều nhất ngày hôm nay. Đó chính là đồng Loom Network, đồng đứng hàng thứ 79 lên 9,42%. Còn những đồng nào xuống nhiều nhất ngày hôm nay thì các bạn sẽ thấy được trong cái một 100 này, đồng xuống nhiều nhất là đồng đứng hàng thứ 59 Raven Coin, hôm nay xuống 12,58%. Kế đó là Bitcoin Go, Hôm nay xuống 12,22%. Hình như đây là cái logo mới của Bitcoin Gold. Tại vì trước đây tôi không nhớ là cái logo của Bitcoin Gold nhìn giống như thế này. Và kế đó các bạn thấy được là đồng Riven, đồng đứng hạng thứ 70 ngày hôm nay đã xuống 11%. Còn khi mà chúng ta nhìn vào tổng số vốn hóa thị trường ngày hôm nay các bạn thấy được là 125 tỷ. So với cái tay vài ngày là khoảng 130 tỷ thì các bạn thấy được đã mất đi khoảng chừng 5 tỷ. Tổng số vốn hóa của đồng Bitcoin hiện tại là 52,4% của tất cả vốn hóa thị trường. Và các bạn thấy được là cuối cùng chúng ta đã bước qua khỏi cái con số là 2.100 đồng tổng cộng ở trên coin market cap. Khi mà chúng ta nhìn vào biểu đồ của đồng Bitcoin, các bạn thấy được là trong vòng gần như một tuần vừa qua, là biểu đồ của đồng bitcoin là đi hàng ngang trong phạm vi khá thu hẹp. Các bạn đang nhìn vào biểu đồ của đồng bitcoin ở trên sàn Coinbase đây là biểu đồ đến ngày. thì các bạn thấy được là phạm vi mà đồng bitcoin di chuyển trong thời gian mấy ngày vừa qua là chỉ khoảng có 300 đô từ cái mức là khoảng 3.653 lên tới cái mức cao nhất trong mấy ngày vừa qua là khoảng 3 900 thì các bạn thấy được là càng đi hàng ngang càng lâu thì càng nhiều người muốn biết là giá cả bước kế tiếp sẽ như thế nào đương nhiên là không ai có thể cho các bạn biết được là bước kế tiếp của đồng bitcoin sẽ như thế nào Mà nếu như các bạn đi lên trên mạng ở thời điểm này thì các bạn sẽ kiếm được rất nhiều tài liệu đối đầu với nhau như là trên twitter thì có một người tên là financial survivalism chia sẻ là các bạn nhìn vào biểu đồ này thì biểu đồ này cho các bạn thấy được dựa theo người này nói là cái mô hình hiện bây giờ rất giống như là từ tháng 9 cho tới tháng 12 sau khi mà giá trị đi hàng ngang càng ngày càng thu hẹp sau đó giá trị sẽ đi xuống thì cũng tương tự người này nghĩ là giá cả sẽ đi hàng ngang trong phạm vi ngày càng thu hẹp và sau đó lịch sử sẽ lặp lại giá cả sẽ đi trở xuống và nhìn vào tổng quát của cái mô hình này các bạn nhìn thấy rất giống như là cái mô hình lý thuyết của Hyperwave chúng ta cũng đã nói tới cái lý thuyết Hyperwave của Tyler James trong một video trước đây thì lý thuyết này như mà nào mà không rành thì đơn giản nhất thì có thể giải thích mô hình này là một cái chu kỳ một chu kỳ là có 7 giai đoạn như các bạn thấy được trên màn hình giai đoạn thứ nhất thứ nhì thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu và thứ bảy thì theo lý thuyết là chỉ khi nào mà giai đoạn thứ bảy kết thúc giá cả là đi xuống phía dưới giai đoạn thứ nhất thì lúc đó mới kết thúc được cái chu kỳ này và bây giờ giá của giai đoạn thứ nhất có nghĩa là giai đoạn bắt đầu của cái mô hình này cho nên những người nào mà tin vào cái lý thuyết hyper wave thì tin tưởng là chỉ khi nào mà giá cả của đồng bitcoin đi trở xuống dưới cái mức là một ngàn đô một lần nữa lúc đó chúng ta mới kết thúc cái mô hình này và bắt đầu một mô hình mới đương nhiên đây chỉ là một lý thuyết hay là khi mà các bạn nhìn vào CoinDesk thì giống như là người này chia sẻ trên CoinDesk Samuel met chia sẻ là khi mà các bạn nhìn vào cái biểu đồ này đây là biểu đồ của đồng Bitcoin trên sàn Bitstamp, biểu đồ đến biểu đồ đến tuần. Khi mà chúng ta nhìn về biểu đồ đến tuần thì người này nói là khi mà các bạn nhìn vào MACD thì các bạn thấy được là cái đường màu xanh đã chéo qua khỏi cái đường màu cam. Đây là một dấu hiệu tốt về mặt giá cả, cho thấy là giá cả có thể là sắp sửa được tăng lên. Những bên nào mà không rành thì MACD có nghĩa là Moving Average Conversion Diversion Nói đơn giản nhất là một cách tính cái sự dao động giá sử dụng phân tích kỹ thuật Nhưng mà các bạn thấy được là hồi tháng 9 mới đây thì cái đường màu xanh cũng chéo qua cái đường màu cam nhưng mà thời điểm đó các bạn thấy được là giá cả là đi xuống chứ không phải là đi lên Nhưng mà người này nói là kỳ này sẽ khác tại vì kỳ này Cái đường màu xanh chéo qua cái đường màu cam nhưng mà chéo qua rất rõ ràng như các bạn thấy trên màn hình Và người này dựa vào là trước đây năm 2015 thì cái sự tương tự cũng đã xảy ra khi mà cái đường màu xanh chéo qua cái đường màu cam Lúc đó thì giá cả đã bắt đầu tăng lên Kết thúc mùa đông ở thời điểm đó Hay là chúng ta nhìn vào một người khác nữa ở trên Coindesk Thì chia sẻ sử dụng một cách tính khác Cái tính này người ta gọi là MFI Nhưng mà nào mà không rành MFI thì MFI cũng là một cách tính giá dao động Nhưng mà khác với lại mạc đi một chỗ là MFI hay là Money Flow Index Không những nơi tính cái mức dao động giá mà còn cộng chung với lại khối lượng giao dịch cho nên khi mà chúng ta nhìn vào bài chia sẻ này ở trên CoinDesk Thì các bạn thấy được là rất đơn giản Nếu như mà cái đường màu xanh này phía dưới này Màu xanh lá cây này càng lên cao Càng nhiều người có nhu cầu mua để mà đẩy giá trị của đồng Bitcoin đi lên Cho nên dựa theo hai bài viết này được chia sẻ ở CoinDesk Thì giá cả sẽ đi lên chứ không phải là đi xuống như là Financial Survivalism đã chia sẻ Nói tới chia sẻ thì những cái video gần đây thuộc có mở cái chế độ bỏ phiếu Nên như mà làm có thú thì có thể bỏ phiếu về cảm nhận cá nhân của mình Giống như là các bạn thấy được là trong video 314 Video Cardano ADA 219 sẽ như thế nào? Thì câu hỏi trong video này là Cardano sẽ kết thúc năm 2019 với cái mức giá nào? Thì chỉ có 21 bạn bỏ phiếu nhưng mà tất cả mọi người đều bỏ phiếu là sẽ cao hơn giá trị bây giờ Còn về cái video ngày hôm qua, video 315 thì cũng tương tự thường đặt ra một câu hỏi là mùa đông crypto đã kết thúc hay là chưa Thì chỉ có 15 người bỏ phiếu nhưng mà 10 người có nghĩa là 66% nghĩ là mùa đông crypto vẫn chưa kết thúc Chỉ có 33% nghĩ là mùa đông crypto đã kết thúc Thì ngày hôm nay thường cũng sẽ đưa ra một câu hỏi cho các bạn Hy vọng là có nhiều bạn bỏ phiếu hơn thì câu hỏi thì cũng rất đơn giản là các bạn nghĩ là từ đây cho tới cuối tuần giá cả của đồng BTC sẽ tăng hay là giảm Các bạn hãy bấm vào cái link ở trên màn hình để mà bỏ phiếu và bây giờ chúng ta hãy nói tới tài liệu liên quan tới sàn Coinbase Tài liệu mình đã gây ra nhiều sóng gió từ hôm qua cho tới bây giờ Để dẫn tới cái phong trào Delete Coinbase Nhưng mà trước khi mà chúng ta tiếp tục video này nếu như mà bạn nhận được giá trị trong video ngày hôm nay thì đừng quên nhấn nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh tiếp tục phát triển. Thì câu chuyện này bắt đầu là cái tay khoảng chừng là 3 ngày khi mà công ty Coinbase đưa ra thông báo là mua lại công ty Neutrino. Thì trước hết thì bạn cần nên biết là tại sao Coinbase phải mua lại công ty Neutrino. Thì lý do tại vì công ty Coinbase là cần một công ty có thể kiểm tra dữ liệu giúp công ty Coinbase sau một số việc như là KYC hay là xác minh danh tính hay là chống lại những việc rửa tiền, hay là email, hay là một công ty có thể phân tích những dữ liệu trên các blockchain khác nhau. Thì trước đây, công ty Coinbase đã sử dụng một công ty thứ ba, một công ty đó tác. Nhưng mà dựa theo Coinbase thì bây giờ trên sàn của Coinbase đã có quá nhiều đồng, cho nên công ty Coinbase phải cần phải có một cái bộ phận trong công ty Coinbase để làm những việc này. Như vậy thì tại sao mọi người lại phẫn nộ với cái việc là công ty Coinbase mua lại công ty Neutrino? Cái vấn đề ở đây là founder của công ty Neutrino và một số thành viên trước đây cũng là đội dẫn đầu của một công ty khác gọi là Hacking Team. Hacking Team là một cái công ty IT ở nước Ý và trang web phóng viên không biên giới đã xác định là cái công ty Hacking Team này là một trong năm kẻ thù của Internet. Thì tại sao Hacking Team này là một trong năm kẻ thù của Internet? Tại vì phóng viên không biên giới đã ghi lại cái sự hợp tác của công ty này với nhiều chính phủ trên thế giới, bao gồm cái chính phủ của Sudan và Morocco, giúp đỡ những chính phủ này vi phạm nhân quyền và tự do thông tin. Không những là trang web phóng viên không biên giới mà Washington Post, trang web Washington Post cũng báo cáo là cái công ty Hacking Team này đã từng làm việc với chính phủ của Saudi mà sau đó có liên quan tới cái vụ sát hại của phóng viên Jamal Khashoggi và cũng có một số người đưa ra một số dẫn chứng là công ty hack trên team này giúp đỡ chính phủ của Ethiopia theo dõi hoạt động của những người nào mà bất đồng ý kiến với chính phủ và nhiều người cho rằng chế độ hiện bây giờ ở Ethiopia là một chế độ đàn áp và vì lý do đó nhiều người bây giờ là rất phẫn nộ về việc là công ty coinbase mua lại công ty neutrino khi mà có quá nhiều thành viên của công ty này nhất là những thành viên lãnh đạo cũng là những thành viên lãnh đạo của công ty hacking team trước đây một công ty mà nhiều người cho rằng là giúp đỡ chính phủ trong những việc liên quan tới đàn áp tự do thông tin cho nên các bạn thấy được là có một phong trào để diễn ra đó chính là phong trào hashtag hay lập phong trào swap Coinbase ra khỏi máy của mình Ý nghĩa cũng rất đơn giản là bây giờ không thích Coinbase sử dụng công ty Neutrino thì cách đơn giản nhất là rút tiền ra khỏi sàn Coinbase và không sử dụng sàn này nữa Đó chính là cái phong trào mà được nhiều người nói tới trong vòng 2 ngày vừa qua Thật sự ra thì mới đầu phong trào này rất là nhỏ nhưng mà trong vòng 2 ngày vừa qua thì càng ngày càng lớn hơn Nhất là ngày hôm nay các bạn thấy được là không có một trang web lớn nào liên quan đến crypto mà không nói tới tài liệu liên quan tới cái phong trào Delete Coinbase này và để đứng chính và bảo vệ nhãn hiệu của Coinbase thì Coinbase đã lên trên The Block Crypto và đứng chính là Coinbase đã biết cái sự quan hệ giữa công ty Neutrino những cái người mà làm việc cho công ty này những cái founder cái sự quan hệ giữa người đó với lại công ty Hacking Team mà chúng ta mới vừa nói tới và những gì mà công ty Hacking Team đã làm trước đây và Coinbase không ủng hộ như việc làm đó nhưng mà điều đó không có phủ nhận là công ty Neutrino đối với Coinbase là một công ty có công nghệ rất tốt cho nên công ty Neutrino này sau khi được công ty Coinbase mua lại thì có thể bảo vệ được tài liệu của khách hàng Coinbase tốt hơn nhưng mà điều đó cũng không làm dịu đi cái sự phẫn nộ ở trên thị trường và sàn kraken các bạn có thể biết là sàn Kraken cũng là một sàn ở Hoa Kỳ hiện tại Thì CEO của sàn Kraken cũng không bỏ lỡ cái cơ hội này để mà đâm Coinbase một nhát Và sàn Kraken nói là sàn Kraken cũng cần một công ty tương tự như là công ty Neutrino Để mà làm những việc như chúng ta mới vừa nói tới liên quan tới AML Liên quan tới chống lại rửa tiền hay là theo dõi tài liệu Nhưng mà sau nhiều lần xem xét thì đã ra quyết định là công ty Neutrino Đứng hạng cuối trong tất cả những công ty mà có thể hỗ trợ sàn Kraken cho nên cuối cùng đã không quyết định sử dụng công ty Neutrino Nhưng mà sau đó công ty này đã buộc mua lại bởi sàn Coinbase Và càng tại hơn nữa thì Coinbase càng đứng chính thì càng gây ra nhiều sự phẫn nộ tại vì Coinbase bây giờ nói là phải gấp rút để mà có một công ty như là công ty Neutrino để làm những việc như chúng ta mới vừa nói tới tại vì công ty thứ ba Coinbase tin là công ty đó bán đi dữ liệu của khách hàng nhưng mà điều này là một điều mà khách hàng không biết tới mãi cho tới khi mà công ty Coinbase đứng chính về việc là mua công ty Neutrino cho nên bây giờ nhiều người lại có cái nhiều câu hỏi hơn là công ty thứ ba mà Coinbase sử dụng là Coinbase biết là công ty đó bán dữ liệu của những khách hàng là từ khi nào và tại sao lại không thông báo cho khách hàng biết. Cho nên các bạn thấy được phong trào mình delete Coinbase hay là từ bỏ Coinbase lại càng lớn hơn là khi mà rút tiền ra khỏi sàn Coinbase. Tại vì nếu mà không rút tiền ra khỏi sàn Coinbase thì không đóng tài khoản được. Nhưng mà một số người khi mà họ tham gia vào phong trào này, họ muốn rút tiền để mà đóng lại tài khoản của Coinbase. Thì nếu như mà cái số tiền còn quá nhỏ ở trên mạng, các bạn cũng đã biết là cũng tương tự như là những sàn mà các bạn từng có nếu như mà cái số đồng quá nhỏ thì các bạn không có thể nào di chuyển ra khỏi sàn được tại vì sàn sẽ không cho phép tại vì có thể là cái chi phí gửi tiền còn nhiều hơn là cái số tiền đó ở trên sàn cho nên không di chuyển được thì cũng tương tự như là ở trên sàn Coinbase cũng vậy nhưng mà có một người đã làm một cái hashtag gọi là delete Coinbase trust chain những người nào mà có cái số tiền nhỏ trên Coinbase mà không rút được thì cái việc lên Twitter để mà comment với lại cái hashtag này thì một người khác sẽ gửi cái email tới và cái người mà có cái số tiền nhỏ đó có thể gửi cái số tiền đó thông qua email từ sàn Coinbase sau đó thì sàn Coinbase có thể được đóng lại và đối đầu với lại cái sự phản ứng kịch liệt của cộng đồng thì cái tay vài tiếng đồng hồ công ty Coinbase sẽ đưa ra thông báo chính thức là sau khi mà xem xét lại cái việc mà mua lại công ty Neutrino thì Coinbase sẽ quyết định là những người nào mà Coinbase có coi bằng chứng là đã trước đây làm việc cho công ty Hacking Team thì sẽ bị sa thải ra khỏi sàn Coinbase. Có nghĩa là Coinbase vẫn tiếp tục mua và sử dụng công ty Neutrino. Nhưng mà những thành viên nào mà trước đây làm việc cho hacking team, những thành viên đó sẽ bị sa thải. Đó là tin tức mới nhất được chia sẻ bởi công ty Coinbase. Và công ty Coinbase hy vọng là việc này có thể làm nguội đi cái sự tức giận của cộng đồng đối với công ty Coinbase. Thì các bạn nghĩ sao về tài liệu này? Các bạn nghĩ là công ty Coinbase mua công ty Neutrino là việc tốt hay là xấu? Hay là cộng đồng có quyền để chỉ trích công ty Coinbase hay là không? Các bạn hãy comment ở phía dưới. Thì tôi nghĩ sao về tài liệu này? Thì có một số điều tôi muốn chia sẻ với các bạn Điều thứ nhất là hiện bây giờ cái phong trào này tuy là được nhiều người biết tới vì nhiều trang báo nói tới nhưng mà có sự ảnh hưởng thì thực sự không biết là bao nhiêu. Tại vì các bạn có biết là sàn Coinbase là một sàn rất là lớn, cho nên thường cảm thấy là cái số người mà nói về cái tài liệu này thì rất nhiều, nhưng mà cái số người mà thực sự đóng sàn Coinbase là rất nhỏ. Và các bạn có biết là một ngày bao nhiêu người mở tài khoản ở sàn Coinbase, cho nên cái số lượng người mà đóng tài khoản nhiều khi cũng không bằng cái số lượng người mà mở tài khoản hàng ngày. Cho nên thường cảm thấy là cái phong trào này về mặt tài chính là không ảnh hưởng nhiều tới sàn Coinbase, nhưng mà về mặt PR thì đương nhiên là một ảnh hưởng rất lớn thì nhiều người bây giờ rất dễ dàng để mà chỉ trích công ty Coinbase là tại sao mua lại công ty Neutrino nhưng mà nhiều người lại quên đi cái sự cống hiến của công ty Coinbase vào thị trường crypto này công ty Coinbase là một công ty ra đời rất lâu ủng hộ thị trường này bây giờ các bạn biết là các bạn có nhiều sự lựa chọn nhiều bạn quên đi là những sàn như là Binance chỉ mới bắt đầu có hơn một năm trước đây trong khi những công ty như là Coinbase đã bắt đầu cái tay rất lâu và là một trong những công ty thúc đẩy cái sự phát triển của thị trường này những đại hội cần census cái đây vài năm không có bao nhiêu người tham gia nhưng mà công ty Coinbase sẽ có mặt để mà thúc đẩy sự phát triển đó và công ty Coinbase cũng là một công ty mà nhiều người tham gia vào thị trường này bắt đầu sử dụng cho những người nào mà đã từng sử dụng sàn Coinbase những nước như là Anh, Mỹ, Canada hay là châu Âu Đáng tiếc là nhiều nước ở châu Á hiện bây giờ vẫn chưa sử dụng sàn Coinbase được nhưng mà những người nào mà đã từng sử dụng sàn Coinbase cũng đã biết là sàn Coinbase là một sàn rất dễ sử dụng và cũng rất có uy tín. Và bản thân thượng trước đây khi mà tham gia vào crypto thì cái chương mục đầu tiên thường mở cũng là chương mục Coinbase và ngay cả những người mà thường quen biết, những người nào mà muốn tham gia vào nơi đầu tiên lúc nào thường cũng nói là sàn Coinbase, sau đó mới bắt đầu đi vào những sàn khác. Cho nên sự cống hiến của công ty Coinbase vào thị trường này là không nhỏ. Kế đó nữa là công ty Coinbase là một công ty rất lớn mà muốn đem crypto phát triển mạnh hơn và muốn làm được điều đó thì công ty Coinbase đã phải làm việc với chính phủ là phải có những công cụ như là công ty Neutrino để mà giám sát thị trường, giám sát tài liệu, giám sát khách hàng cũng như là những ngân hàng hiện tại. Công ty Coinbase có nên mua công ty Neutrino hay là không? Thì thường không có ý kiến. Có thể là công ty Coinbase có thể là chọn lựa một công ty khác, có thể là tốt hơn công ty Neutrino. Nhưng mà điều này không đủ để thường từ bỏ Coinbase và thường vẫn nghĩ là Coinbase là một công ty là một cánh cửa giúp đỡ nhiều người hơn tham gia vào thị trường này nhất là những nước như là ở Mỹ hay là ở Canada hay là ở Anh và một số nước ở châu Âu đó là điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều tài liệu giá trị trong video này và Thuận xem gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video này bạn đừng quên nhấn cái nút like và những người nào mà chưa đăng ký thì hãy đăng ký vào chương trình youtube này để nhận được những thông tin mới nhất và những người nào mà có nhu cầu liên hệ với thuận capital hay cần link các sàn giao dịch hay là các sản phẩm liên quan tới tiền kỹ thuật số thì tất cả các link chính thức nằm ở phía dưới video này tạm biệt các bạn.